cái ông hàng mình mới lấy về luôn ha. Giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn coi. Trên có bịch đen nè. Rồi, ở đây là hai con rồng 10718. Rồng mà của Wu trong phần movie ha. Tiếp theo là một số mẫu city này mình xả ra hết nha các bạn. 60132 nè, cái con khủng long trong bị bảo tàng. Rồi chiếc xe 11525 nè, 26132. Chiếc city này, chiếc xe này xe đẩy tuyết ha các bạn. 11222, 11370. Mẫu này đẹp ghê á. Đây nè, mình nhìn thấy mình thích mấy cái mô hình nhỏ này nè. Cái nhà ngoài biển ha. Tiếp theo là cái mẫu Chima này. Này thì mình lấy được 9 hộp ha các bạn. Là kho hết luôn á. Với lại nhập thêm cái mẫu Zimo này. Có con Mac của Rocka nữa. Này mình lấy mỗi thứ là 4. Đây, có cái hộp Lele 28015 này nữa. Tiếp theo là mẫu Decoon 7107. Cái này thì mình lấy 3 hộp ha. Có con cái con này nè. Con Rocket này nhìn đẹp lắm nè. Có cái áo giáp hơi bị đẹp luôn á. Đây là hai mẫu 60082. Đây một hộp Friends 11371. Đây cũng là chủ đề ở dưới biển của Friends luôn ha. Con tàu nhỏ nè, với lại mấy cái cây san hô nha. Theo là cái hộp City nhỏ này 11212 ha. Cứu hỏa. Mẫu nhỏ này nghĩ 4 cộng các bạn. Rồi, mua một hộp này nữa, 11549 xe Lamborghini ha. SVG, cái này là màu đen nhám ha các bạn. Mẫu này làm chi tiết lắm luôn á. Nhập về bán thử ha. Thấy ba màu, này nó bị móp hộp rồi. Này màu này đen nhám nè, này đỏ bóng nè. Cái này là chiếc màu vàng ha. Tiếp theo là chiếc này. Chiếc này trong Fast and Furious 7 nè. Mình lấy hai chiếc ha, một chiếc màu đỏ với một chiếc màu xanh. Xanh thì là màu sơn bóng ha, màu đỏ là màu nhám. Cái mẫu SE này Red Alert ha các bạn. Chủ đề này như nó có trong game hay gì á. Cái hộp này nó bị thiếu mất 3 hộp rồi. Nhưng mà kệ thôi, mình lấy đại thôi. Số hộp mình sẽ đem đi review cho các bạn coi ha. Hãng SE nó như thế nào. Tiếp theo là Mac 46. Mẫu này trước mình bán tại nhà một hộp rồi nên là nay mình lấy thêm ha. MG310. Theo là mẫu 11632 này mình lấy 3 hộp ha. Thấy nó về mỗi cái mẫu này các bạn, không có con, không có mấy con khác ha. Có 3 con này thôi. Chiếc xe ở trên mặt trăng hay sao hỏa gì nè. Nó đang thu gom mấy cái viên kim cương rồi. Đó. Đây là găng tay của Iron Man đó các bạn. Hãng SE ha. Này mình sổ hộp ra. Đây là mẫu Monkey Kit của hãng Perseca. Cái này thì nó là 10 hộp. Ráp thành một cái con robot như này nè. Mỗi hộp nó sẽ có một chi tiết nhỏ ha. Đây nè. Mỗi hộp nó sẽ có một cái chi tiết lắp ráp nhỏ để ráp thành con Mac ha. Đây là cái hộp của Mini nè. Cho các bạn coi con Mini của nó như thế nào luôn. Hộp này nhìn cũng hơi dễ thương á. Bóc bóc từng hộp ra ráp khá vui á. Đây là con Mini. Con này thì nó không bên lưng hả các bạn. Nhưng mà có cái mái tóc cháy lửa luôn nè. Mái tóc thì mình thấy ok ha. Với lại cái nước sơn của nó đẹp. Cái nước này thì mình lấy 2 ha. Đây là cái thứ 2 nè. Tiếp theo là 11331. 2 bộ. Hai chiếc Suricopter. Một chiếc SE này. SE 1487. Chiếc nó làm cái hộp khác quá. Khác so với mấy hãng khác ha. Đây là một mẫu Nexo lớn nè các bạn. 10521. Cái pháo đài này nè. Này trước giờ mình chưa có bán ha. Rồi còn lại là mấy cái vỏ hộp thôi. Vỏ hộp của mấy cái bộ đó. Ở đây có cái mẫu này nữa. 10398 nè. City cái mẫu 10872 này mình lấy 2 chiếc. 10991 một chiếc. Găng tay của Iron Man 2 cái ha. Rồi cuối cùng là mẫu 10048 này mình lấy một chiếc. Còn bên trong này là đống gạch. Mình sổ ra ha.